Xin chào tất cả các bạn, Hồng Hạnh rất vui được gặp lại các bạn trong buổi livestream tư vấn tài chính cùng Techcombank với chủ đề ngày hôm nay là vay mua ô tô chỉ với 5 triệu đồng một tháng, đang được phát trên fanpage của Techcombank. Và ngày hôm nay chúng ta rất vui với hai vị khách mời là đại diện từ Techcombank, ông Tạ Kiều Hưng, giám đốc sản phẩm và phát triển kinh doanh, cùng với MC Phan Anh. Xin được chào anh Kiều Hưng và anh Phan Anh. Xin chào bạn. Chào Hồng Hạnh, chào Phan Anh. Và thưa quý vị, thời gian gần đây Techcombank nhận được khá nhiều câu hỏi của quý khách hàng về việc cho vay mua ô tô. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về nhu cầu mua ô tô của người Việt Nam và định hướng tài chính tốt nhất để sở hữu được một chiếc ô tô mơ ước. Và như quý vị cũng đã biết, anh Phan Anh là một người dẫn chương trình rất nổi tiếng và khá thành công trong lĩnh vực của mình. Và vậy thì có một câu hỏi nhỏ dành cho anh Phan Anh là việc cân bằng giữa gia đình và cuộc sống của mình thì anh có gặp những khó khăn nào không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút bí quyết của bản thân mình ạ? Khó khăn thì tất nhiên là có rồi. Và thật may mắn đến thời điểm này tôi thấy được một cái sự cân bằng khá là hoàn hảo. Và nói thật là trải qua nhiều sóng gió thì mình sẽ tìm được sự cân bằng thôi. Còn tuy nhiên khi mà nhìn lại những cái lý do mà giúp cho mình có được cái sự cân bằng đó thì tôi cảm thấy rằng là tôi rất là trân trọng những cái lúc mà mình đã biết tìm thấy cái niềm tin từ chính bản thân mình, niềm tin từ những người thân yêu của mình, từ bạn bè của mình. Đó là những cái chỗ dựa tinh thần rất là quan trọng để cho mình có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Dạ vâng, trong cuộc sống của chúng ta thì ngoài những niềm tin mà chúng ta đặt vào những người thân yêu của mình, gia đình, vợ, con cái hay cha mẹ thì chúng ta còn có rất nhiều những mối quan hệ bên ngoài xã hội cũng giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống, đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Với nhiều những cái vấn đề khác thì chúng ta đều cần phải đặt niềm tin vào mọi người. Và thực ra quan niệm của tôi là luôn luôn biết tìm những người để mình có thể đặt sự tin tưởng trọn vẹn. Tôi nói về những mối quan hệ xã hội giống như bạn chia sẻ thì chúng ta có thể nói những cái chuyện liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, ví dụ như tài chính chẳng hạn. Thì tôi cũng tìm được những người bạn như vậy, những người mà họ là chuyên gia, họ có rất là nhiều những kinh nghiệm để có thể giúp cho mình có một cuộc sống mà mình nghĩ rằng là mình cảm thấy nó an toàn hơn, mình cảm thấy là thoải mái hơn. Tôi có thể kể ra ví dụ như là có một thời gian dài ấy, khi mà tôi đi làm ấy, thì tôi cứ làm xong tôi hỏi, ủa, tiền mình đã đi đâu hết rồi nhỉ? Bởi vì là mình không phải là người mà giỏi trong cái chuyện mà mình quản lý những cái dòng tiền của mình. Thế nên là đôi khi mà mình cần tiền để làm một cái việc gì đó thì mình cứ cảm thấy nó rất là chơi vơi. Cho đến khi mà mình có những người mà mình giúp cho mình tư vấn rất là chặt chẽ về chuyện đó, và thậm chí là đôi khi mà có những lúc mà tôi có những chuyện tôi hoàn toàn đặt niềm tin toàn bộ vào họ để cho họ có thể giải quyết cho mình, thì mình thấy cuộc sống bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rõ ràng ở đây nó cũng là cái sự chuyên nghiệp nữa. Mình giỏi về cái gì thì mình cứ làm những cái việc đó, còn những cái gì mà mình chưa giỏi ấy, thì mình có thể tin tưởng những người khác làm. Ví dụ như anh Hưng đây là một người bạn này. Cảm ơn anh. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta có anh Hưng là chuyên gia và giám đốc sản phẩm phát triển kinh doanh từ Techcombank. Thì với những chia sẻ của anh Phan Anh thì trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng cần những chuyên gia để có thể tư vấn cho mình. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay là tư vấn tài chính để có thể sở hữu được ước mơ của mình là một chiếc ô tô. Thì một câu hỏi nhỏ nói dành cho anh Phan Anh là không biết là anh Phan Anh cho đến thời điểm này của mình thì anh Phan Anh đã sở hữu được bao nhiêu chiếc ô tô rồi ạ? Cái này anh Hưng cũng biết này, thôi thành ra là phải nói thật. Nói về câu chuyện sở hữu ô tô ấy thì đó là mơ ước từ rất là lâu của mình rồi. Từ hồi nhỏ mà nghĩ được rằng là mình được ngồi trên một chiếc xe ô tô của mình thì đã cảm thấy là wow, đấy là một cái động lực, đó là một cái mục đích đến mà mình phải cố gắng đạt được trong cuộc đời của mình. Thế mà khi mà tôi đi làm cũng phải được 6-7 năm á, lương thì cũng cao, hai vợ chồng đều đi làm, đều thu nhập rất là tốt. Sau cuối cùng mà đến lúc mà bảo mua ô tô cũng thấy rất là khó khăn, phải rất là quyết tâm, rồi là cũng có được sự tài trợ của bố mẹ sau này thì mới mua được chiếc ô tô đầu tiên. Nó không phải giống như là cái chiếc xe mình mơ ước đâu. Thì đến thời điểm này tôi cũng phải thay được đến chiếc xe thứ 3 rồi. Và mình cảm thấy hoàn toàn là rất là yên tâm khi mà mình có những cái sự tư vấn. Bởi vì cũng thú thật với bạn là vài năm gần đây ấy, thì tôi có chơi với những người bạn làm về ngân hàng này, làm về tài chính ấy. Thành ra là cũng được mọi người chia sẻ rất là nhiều, và mình đã tìm được những cái mối quan hệ mà mình tin tưởng. Và đấy là những cái người mà giúp đỡ cho mình hoàn hảo trong cái vấn đề mà mình quản lý những cái dòng tiền. Và nói thật là cái chuyện mà bây giờ đối với tôi ấy, mua xe ấy, nó nằm trong tầm tay. Không phải vì mình có nhiều tiền đâu, nhưng mà mình biết cách. Và không phải chỉ mua xe mà còn có mua nhà nữa. Dạ vâng, vậy thì một cái câu hỏi vui là
nhiều người sẽ nghĩ thành công nhân Văn Anh và có khả năng có thể làm ra được tiền nhiều như vậy thì mình cần gì mình phải vay từ ngân hàng để có thể sở hữu được một chiếc ô tô mơ ước. Theo anh, quan niệm này có đúng hay không ạ? Tôi nghĩ rằng quan niệm này thì tôi không dám phán xét đúng sai. Tôi nghĩ rằng là mọi người có thể nghĩ như vậy. Và nói thật là tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà lúc nào mình muốn mua cái gì mà mình cứ phải dùng tiền của mình thì rất là lâu. Mà thậm chí là khi mà mình đã có rồi thì mình cũng có thể lựa chọn những cái phương án khác, bởi vì là mình phải sử dụng cái dòng tiền của mình nó một hiệu quả và nó thông minh. Bởi vì là ô tô thì cũng có thể nói là một cái phương tiện, đôi khi thì cũng nghĩ là một khoản đầu tư, nhưng mà cái tính chất đầu tư nó không lớn. Thì mình còn có thể là mình còn có nhiều những khoản đầu tư khác. Và những khoản đầu tư đó thì giống như những cơ hội trong cuộc sống ấy, nó không đến với bạn quá nhiều lần. Và mình cũng không bao giờ mình có nghĩ là mình có thể đủ cái tiềm lực tài chính để có thể hoàn toàn yên tâm là mình có thể đủ cho những khoản đầu tư đó. Thế nên mình phải biết cân nhắc. Mà thôi, nếu mà nói về cái chuyện này có chuyên gia ngồi đây, tôi không có dám chia sẻ thêm nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn ấy có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ấy thì các bạn sẽ hiểu hơn rất là nhiều. Và tôi thì cũng đang trong cái quá trình mà mình được cập nhật thông tin mỗi ngày về cái điều đó. Dạ, vậy thì một câu hỏi dành cho anh Hưng. Với chia sẻ của anh Phan Anh như vậy thì anh nghĩ vai trò của những ngân hàng như thế nào trong việc mà cho vay mua ô tô để giúp cho người khách hàng sở hữu được một chiếc ô tô mơ ước của mình ạ? Cảm ơn anh. Cảm ơn Phan Anh đã động viên các người làm trong lĩnh vực ngân hàng rất là nhiều. Thì đúng như Phan Anh nói là cái nhu cầu tài chính của người dân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là những cái nhu cầu về trang bị các cái điều kiện cho cuộc sống như là nhà hay là ô tô. Thì ngân hàng cũng tham gia trong quá trình đó để hỗ trợ cho người dân cũng như các doanh nghiệp. Thì rõ ràng với một khoản thu nhập, nếu như chúng ta cứ mong chờ đến lúc nào tích lũy đủ chúng ta mới đi mua nhà, mới đi mua xe, thì khoảng thời gian đấy có thể rất là lâu. Như tôi và anh Phan Anh ngày xưa thì mơ một chiếc xe mà cứ bảo là lúc nào đủ tiền hắn đi mua thì chắc là cũng còn lâu lắm mới mua xe. Thì với cái sự tham gia ngân hàng thì rõ ràng là mình cũng không phải chờ đến 10 năm hay là 15 năm sau mình mua nhà mua xe. Có thể là khi mình tích lũy khoảng 3-5 năm rồi mình có một khoản tiền, khi mà mình tìm đến các ngân hàng nhờ sự hỗ trợ, nhờ sự tư vấn để mình lựa chọn một phương án tài chính hỗ trợ phù hợp, thì lập tức là mình có thể có ngay cái nhà hay cái xe mà mình mong muốn, đặc biệt là mình có trước khi mà mình có thể đủ khoản thu nhập. Thì đấy là sự hỗ trợ song hành của các ngân hàng. Với cả là tôi muốn bổ sung một cái điều là nếu mà cứ chờ đợi khoảng thời gian lâu đó mình lỡ mất rất là nhiều cơ hội. Bởi vì là đôi khi là như này, mình chưa đủ tiền nhưng mà mình vay để mình đầu tư vào một khoản gì đó, hoặc mình có một cái gì đó, nó là cái tiền đề để mình có những cái thứ tiếp theo. Thế nên là mình mà cứ sống theo một cái cách suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng là như lúc nãy tôi nói, không có phán xét là đúng hay sai ấy, nhưng mà như vậy thì nó hơi cổ điển quá. Thế nó khá là không còn phù hợp lắm với cái xã hội hiện đại của chúng ta nữa. Dạ vâng. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Phan Anh trong cái việc này, bởi vì chúng tôi làm nghề ngân hàng thì hàng ngày cũng tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Đặc biệt khi những khách hàng họ tìm đến ngân hàng để nhờ sự hỗ trợ tư vấn, đặc biệt là vay để nhà xe, thì sau khoảng thời gian họ thành công rất là lớn. Từ cái xe, từ cái nhà đó họ ổn định cuộc sống, họ lo được cho gia đình của mình, họ lại phát triển nghề nghiệp, từ đó họ lại tích lũy thêm một tài sản. Mấy cả hay lắm nhá. Giống như là chúng ta làm cái gì ấy, chúng ta cần phải có một cái động lực ấy. Chúng ta phải có một cái gì sức ép với mình. Nếu mà chúng ta cứ giống như là tiết kiệm bỏ vào ngân hàng, hoặc giống như ngày xưa nói là mình bỏ lợn á, thì nó thành một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là nó hơi nhàm chán. Với một cái cách suy nghĩ của đàn ông thì tôi cảm giác là cái kiểu đó nó hơi phụ nữ, hơi nhạt. Và khi mà mình vay ấy thì mình có một cái áp lực hơn. Nó khiến cho mình là mình phải có cố gắng nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Chứ đôi khi là chính bản thân tôi nhận thấy này, là nếu mà mình không có những cái áp lực cho chính bản thân mình ấy, thì mình sống hơi bị lười biếng, mình hơi bị buông thả bản thân mình, và mình rồi. Hơi hưởng thụ những cái gọi là cái động lực phấn đấu ấy. Dạ, thì vâng. Trong một cái trường mực nào đó thì cái đó nó cũng rất là hay. Dạ, vâng. Nó kích hoạt tất cả những cái khả năng có thể của chúng ta. Mong sao càng ngày càng nhiều người suy nghĩ như anh Phan Anh. Dạ. Và có một cái báo cáo mà ông Hạnh đọc được là trong khoảng những năm trở lại đây thì lượng ô tô được bán ra cũng như là nhu cầu mua ô tô của người Việt Nam mình tăng rất là nhiều. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về thực trạng cũng như nguyên nhân vì đâu mà người Việt ngày càng mong muốn sở hữu cho mình những chiếc ô tô ạ? Đúng rồi, nếu như Hồng Hạnh hay anh Phan Anh xem các phương tiện thông tin đại chúng thì đều thành thấy rằng là các thông tin về số lượng xe bán ra, số lượng xe tiêu thụ, số lượng xe nhập khẩu càng ngày càng tăng. Chúng tôi nhìn thấy trong lĩnh vực của mình không phải là chuyên môn riêng về ô tô, nhưng trong quá trình chúng tôi hỗ trợ khách hàng để có được tài chính mua xe, nhìn thấy cái xu hướng đấy ngày càng rõ rệt. Thì tại sao lại có cái xu hướng đó? Thì chúng tôi cho rằng đến từ ba nguyên nhân. Cái đầu tiên ấy, phải nói là từ cái nền kinh tế ổn định và thu nhập người dân, cũng như là cái sức khỏe doanh nghiệp ngày càng được tốt hơn. Từ cái thu nhập tốt,
người dân có điều kiện, họ sẽ có những cái nhu cầu để làm sao có được những trang bị về cuộc sống được hoàn chỉnh hơn, được tốt hơn. Như vậy là họ sẽ có tìm đến các nhu cầu như là mua nhà, mua xe nhiều hơn. Thì đấy đầu tiên là từ cái sự ổn định, tăng trưởng của nền kinh tế và thu nhập của người tiêu dùng. Cái thứ hai ấy, là các cái chính sách của chính phủ thời gian này cũng rất là hỗ trợ để cho người dân, đặc biệt là những người dân có thu nhập khá và trung bình có thể mua được xe. Từ ngày 1 tháng 7, các chính sách mới về thuế thu nhập đặc biệt là giúp cho các cái dòng xe trung bình và phổ thông có cái giá được giảm hơn. Như vậy là với một khoản tiền trước đây có thể là phải mất thêm một khoản tích lũy nữa, một khoảng thời gian tích lũy một năm nữa thì mới mua được xe, thì bây giờ người dân có thể mua được ngay bởi vì giá nó đã tự động nó giảm khoảng 10-50% rồi. Và cái thứ ba nữa thì trong nghề thì chúng tôi cũng cảm thấy tự hào là các ngân hàng cũng đã giúp cho người dân, các doanh nghiệp đến gần hơn với cái việc là trang bị cho các cái nhu cầu về xe, khi mà chúng tôi cũng như các ngân hàng khác liên tục tìm cách, tìm các phương án đưa ra để hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp mua được xe một cách thuận lợi hơn nữa. Thì đến từ ba cái yếu tố đấy, một cái kiềng ba chân nó cộng hưởng với nhau. Vâng, và nếu mà chỉ nói về mặt cá nhân ấy, thì Phan Anh cũng còn nghĩ thêm một số những cái yếu tố khác. Ví dụ như là bây giờ với cái tình hình giao thông của Việt Nam ấy, đặc biệt là cái tỷ lệ mà tai nạn giao thông ấy, nó không có chiều hướng giảm nhiều ấy, thì cái nhu cầu về mọi người mong muốn một cái sự an toàn ấy, nó ngày càng cao. Cái nữa là giống như là bạn có thể nhìn thấy đây, hãy tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này thay vì mơ ước. Thì có hai điều, nghĩa là hiện nay mình cũng không dám nói là xấu hay tốt, mà là cái nhu cầu tận hưởng ấy thì đang được mọi người gọi là khuyến khích hơn. Nghĩa là trong cái xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ, mọi người hãy nói rằng là mình sống và mình tận hưởng được những cái thành quả của mình làm. Mình tận hưởng được những cái công cụ, cái phương tiện mà để cho mình có thể làm cuộc sống tốt hơn. Rồi cái mơ ước nữa thì mọi người đều đang nói là hãy sống với cái mơ ước của mình đi. Ví dụ như hồi nhỏ mình có mơ ước là mình có được một cái chiếc xe, thì bây giờ hãy cố gắng là hiện thực hóa đi. Thì đấy cũng là một cái lối sống gọi của những người hiện đại. Tất nhiên là trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta không có tranh luận là nó đúng hay sai. Thực ra Phan Anh cũng còn rất là nhiều điều băn khoăn về cái điều đó. Nhưng đó là một cái thực tế của cuộc sống, khiến cho rằng là cái nhu cầu mà của người dân ấy, mua ô tô nó ngày càng tăng cao. Trong quá trình mà chúng tôi làm hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua xe ấy, thì có nhiều khách hàng sau khi họ mua xong được xe họ vui lắm. Dạ, vâng. Trước đấy thì họ cũng rất là băn khoăn. Họ bảo rằng là bây giờ mua xe thì không biết trả nợ như thế nào, liệu rằng có vấn đề gì với thu nhập hay không. Nhưng mà sau khi được hỗ trợ tư vấn và họ có một chiếc xe rồi, họ đến họ chia sẻ với những người làm nghề chúng tôi, họ rất là vui. Thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng đấy là một cái động lực để giúp cho chúng tôi mà nhìn thấy được rằng là đúng là người dân của mình có mong muốn sở hữu được những cái điều kiện sống tốt hơn, và họ có khả năng để làm được điều đấy. Quan trọng nhất là bây giờ các ngân hàng sẽ làm sao giúp được họ hiện thực hóa đấy một cách tốt nhất và sớm nhất. Thì đấy anh, cái xe trước của vợ em ấy, lúc bảo mua thì cứ thôi anh ơi đừng mua, thôi là em đi taxi là được rồi, rồi là thôi mua cái xe đấy nó đắt, nó thế này thế nào. Đến lúc mà mình mua rồi ấy, thấy vui mỗi ngày luôn. Suốt ngày lái xe đưa con đi học, rồi là đưa con đi chơi. Rồi cảm giác rằng là mình thấy cái người phụ nữ của mình khi mà sở hữu cái xe đó cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, tự tin hơn. Mà rõ ràng là nó tác động lại cuộc sống. Tự dưng mình nhìn thấy người bạn đời của mình hạnh phúc, mình cũng thấy vui. Và mình cảm giác là phải làm tiếp thôi. Bởi vì mọi cái công sức mình bỏ ra ấy, mình sẽ được nhận lại và nó xứng đáng, và nó là cái mối tác động qua lại. Dạ vâng. Và hiện nay thì cái nhu cầu của mọi người ngày càng tăng cao, cũng như là các ngân hàng ngày càng có nhiều ngân hàng có những cái gói vay mua ưu đãi để mọi người có thể chạm đến ước mơ của mình dễ dàng hơn. Thì Techcombank cũng là một trong những ngân hàng có những cái gói ưu đãi rất là tuyệt vời và rất là dễ cho mọi người có thể tìm đến. Vậy thì anh có thể giới thiệu chi tiết hơn về cái gói vay ưu đãi của mình để cho mọi người có thể thực hiện được giấc mơ mua ô tô ạ? Cảm ơn bạn. Techcombank cũng như các ngân hàng thì luôn luôn cố gắng đưa ra các cái gói mà nó phù hợp với từng cái đối tượng khách hàng. Thì có những người sẽ thu nhập mà cao, ví dụ anh Phan Anh chẳng hạn, thì sẽ thông thường tìm đến những cái thu nhập trung bình khá đấy ạ. Khiêm tốn quá đúng không? Thì tìm đến những cái xe có giá trị một chút. Nhưng mà những người khác thì bây giờ họ có thu nhập ổn định, mặc dù chưa cao nhưng ổn định, và như nãy giờ chúng ta chia sẻ thì họ mong muốn rằng họ an toàn hơn, giúp cho gia đình tốt hơn, thì họ tìm đến những cái giá trị xe, dòng xe nhỏ thôi. Thì bọn mình ví dụ như là đang xuất hiện rất nhiều là những khách hàng mua những cái xe giá trị nó khoảng tầm 300-400 triệu, 350 triệu thôi, và những đấy là những xe mới rất là tiện nghi. Thì với cái giá trị xe như vậy thì họ có thể nhờ sự hỗ trợ của ngân hàng một nửa, tức đâu đó khoảng tầm 150 triệu, mà với khoảng thời gian vay bây giờ trung bình 8 năm, thì như vậy mỗi tháng thì cái số tiền trả của khách hàng đâu đó khoảng tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu thôi, rất là phù hợp. Nếu mà vay 150 triệu là chưa đến anh ạ,
150 triệu mà trong 8 năm thì lại còn ít hơn nữa. Đúng rồi, Phan Anh nói đúng. Tức là trong quá trình tư vấn của bọn mình thường tư vấn cho khách hàng là anh chị phải dự phòng một chút. Yeah. Bởi vì có thể các cái phát sinh chi phí khi sử dụng xe. Yeah. Hay là có thể thị trường biến động về mặt lãi suất có thể tăng lên một chút. Bọn mình thường tính và hỗ trợ tư vấn khách hàng là mình phải tính dư đâu mà để đảm bảo cái an toàn về sau. Yeah. Thì có thể là 4 triệu rưỡi hoặc 5 triệu nhưng mà như vậy có thể nhìn thấy rằng là gần như là ai có thể sử dụng xe rồi. Yeah. Đúng là khi mà nghe đến chuyện là mà sở hữu ô tô mà bây giờ chỉ cần phải với 5 triệu đồng một tháng. 5 triệu đồng đây không phải là thu nhập 5 triệu đồng nhé. Thu nhập và 5 triệu đồng mà mang đi mua xe thì cũng hơi rủi ro. Mà ngân hàng không cho vay đúng không anh? Mà nghĩa là phải trả ngân hàng khoảng 5 triệu đồng một tháng. Thì ngày xưa có lẽ là nếu mà nhiều người nghe đến đấy thì chắc bảo ôi hoang đường làm gì có chuyện đấy. Nhưng mà đúng là với cái sự hỗ trợ rất là lớn từ ngân hàng. Và phải nói thật luôn là bây giờ em nghĩ rằng đấy là em không biết là về nội bộ được cải cách thủ tục nào nhưng mà phải nói là ngân hàng đã đặt một cái niềm tin rất là lớn vào người tiêu dùng thì mới có thể có một cái sự hỗ trợ tốt như vậy. Và đấy là cái sự phối hợp đồng bộ của rất là nhiều bên. Và rõ ràng là đó, mình chỉ cần phải trả cho ngân hàng 5 triệu đồng một tháng mà mình có thể sở hữu một chiếc xe rồi. Thì đấy là cái mơ ước trong tầm tay của quá nhiều người. Mình bổ sung một chút cái ý của Phan Anh ấy là chia sẻ là cách đây khoảng 15 năm khi bắt đầu bước chân vào nghề ngân hàng thì cũng phục vụ những khách hàng vay mua xe. Thì thời đấy các cái điều kiện thủ tục, các cơ chế chính sách ngân hàng nó không được như bây giờ đâu. Ngày xưa ví dụ ngân hàng tài trợ vay mua xe thì đâu đó khoảng 3 năm thôi. Vâng. Thông thường khoảng 2 năm. Mà còn cho vay còn không cho vay được nhiều như bây giờ đúng không anh? Em nhớ là hồi đó chỉ cho vay tầm như là khoảng độ 50-60% giá trị 50% xe thôi. Ừ. Thì để mua cái xe nhớ cái cách đây khoảng độ 10 năm ấy, khi đúng em mới rồi. Đi làm ấy, là em cũng đã nghĩ đến chuyện đấy rồi nhưng mà sau khi xem thủ tục là thôi. Thì nếu mà tính ra như vậy thì cái số tiền hàng tháng họ đã phải trả với thời gian ngắn, với cái số tiền vay thấp như thế thì họ phải tự tích lũy một khoản tiền tương đối lớn. Và số tiền trả nợ hàng tháng của họ cũng tương đối cao. Cho nên giúp làm cho cái việc là có một chiếc xe kể cả vay vốn ngân hàng nó cũng không phải là dễ. Nhưng sau một thời gian dài các ngân hàng đều chuyển mình đi cùng với cả nền kinh tế, đi cùng khách hàng. Thì bây giờ các cái điều kiện ngân hàng đưa ra rất là thuận lợi. Vay dài, có những ngân hàng cho vay có thậm chí 10 năm. Tỷ lệ cho vay có thể 80, thậm chí là 100%. Như vậy là gần như là cái việc sở hữu xe nó gần lắm, bọn mình cảm thấy nó rất là dễ. Cái sự thay đổi đấy. Với cả cái quan trọng nhất là em nghĩ là thủ tục. Ngày xưa thì đúng là chứng minh. Đúng rồi. Việt Nam vẫn hay nói là thủ tục là hành chính mà. Yeah. Nhưng mà ngân hàng mặc dù là lĩnh vực mà hoạt động mà các ngân hàng thương mại hoạt động như vậy thì họ cũng có khá là nhiều những cái thủ tục hồi xưa em nghĩ là nó khó khăn quá để chứng minh được cái nguồn thu nhập của mình. Quá nhiều những cái loại giấy tờ. Bây giờ thì em thấy là ngân hàng đã thực tế hơn rồi, đã hiểu khách hàng hơn. Dạ vâng, hoàn đúng là như anh nói là hiểu khách hàng á. Thế nên là chẳng hạn nhé, ví dụ như là Phan Anh ngoài cái việc là cái thu nhập, ví dụ là cái làm chương trình của mình thì có những hợp đồng thì không nói làm gì rồi. Thế nhưng mà Phan Anh còn có thể có những cái cửa hàng hiện nay của Phan Anh thì là kinh doanh kiểu hộ gia đình á, hộ bán lẻ ấy. Thì cái việc chứng minh qua cái đó ấy, thì ngày xưa ấy thì nó khó khăn hơn. Và nói thật là đôi khi là mình được khuyên rằng là phải làm giả giấy tờ này giả giấy tờ kia nghe nó rất là không thích nhưng mà bây giờ thì ngân hàng hiểu được cái điều đó rồi, họ đến họ kiểm tra và họ thấy là cái tình hình kinh doanh như này rất là ổn định và họ hoàn toàn là tin tưởng. Thì cái đó là cái mà thủ tục đã được giản tiện hơn rất là nhiều, hay nói chính xác là cái niềm tin mà ngân hàng dành cho người tiêu dùng bây giờ đã cao hơn rất là nhiều rồi và nó thực tế, nó sát thực tế chứ nó không chỉ là trên sách vở nữa. Vậy với gói vay ưu đãi mà Techcombank dành cho quý khách hàng của mình là chỉ với từ 5 triệu đồng mỗi tháng thì mình có những cái yêu cầu và thủ tục chi tiết như thế nào, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ? Nãy giờ thì mình cũng đã bắt đầu bàn lên thủ tục rồi đó. Mình cụ thể hơn nữa thì thực ra thủ tục đơn giản lắm. Đầu tiên thì các cái hồ sơ cơ bản, ví dụ như là hồ sơ nhân thân, chứng minh thư sổ khẩu thì ai cũng có. Thứ hai nữa là sẽ có cái hợp đồng mua bán xe. Thì ai đi mua xe sẽ cần hợp đồng cả. Thì cái việc đấy là vô cùng đơn giản. Thế cần thứ ba quan trọng nữa là cái chứng minh nguồn thu. Thì chứng minh nguồn thu thì các ngân hàng cũng như Techcombank thì nó rất là phụ thuộc vào từng đối tượng khách hàng. Hiện tại các ngân hàng cũng không áp đặt một cái khung, một cái barem chuẩn nào cho tất cả đối tượng khách hàng cả. Thì lĩnh vực nào, ngành nghề gì, hoạt động như thế nào thì sẽ có cái cách để giúp cho ngân hàng chứng minh được thu nhập một cách tương ứng. Ví dụ những người công chức thì họ có thể có quyết định lương, thì ngân hàng có thể ước tính các cái khoản thu nhập bổ sung của họ. Rồi là những người kinh doanh hộ gia đình chẳng hạn thì bọn mình cũng sẽ đánh giá dựa theo là cái kinh nghiệm, cái lĩnh vực họ hoạt động, cái quy mô cái cửa hàng, cái ngành hàng là ngành gì, thâm niên bao nhiêu lâu thì có thể tính ra được. Nói chuyện khách hàng, trong quá trình nói chuyện khách hàng cũng sẽ xác định và đánh giá được cái thu nhập của họ. Hay là những ông chủ doanh nghiệp như vậy cũng dựa vào các cái nền tảng hoạt động kinh doanh của họ để chứng minh, để đánh giá. Thì như vậy là cái thủ tục ấy thì nó có cái sự linh hoạt. Đấy quan trọng nhất.
nó hiểu, làm cho hiểu đến và giúp cho từng khách hàng một họ gần gũi và họ không bị như anh Phan Anh nói là hành chính nữa. Không, cái quan trọng nhất đấy bây giờ là chúng ta thấy được cái sự hỗ trợ tối đa từ phía ngân hàng. Xét trên một góc độ nào đó ấy, thì nói là như này, người tiêu dùng của chúng ta cũng hãy yên tâm, bởi vì bây giờ là qua cái thời ngày xưa rồi, ngân hàng cho vay đấy là một hoạt động kinh doanh và mang lại cho lợi nhuận cho ngân hàng, thế là ngân hàng cũng sẽ tạo điều kiện hết. Tối đa. Dạ. Đúng rồi, tạo điều kiện tối đa, nhưng mà không phải là tạo điều kiện tối đa mà nghĩa là bỏ qua những cái thủ tục thông thường đâu, mà họ hiểu hơn, họ sát thực tế hơn và họ sẽ hỗ trợ cho được khách hàng của mình với những cái thủ tục đó, làm thế nào để chứng minh được cho ngân hàng thấy rằng là mình có thể tin được người khách hàng đó, thì chính ngân hàng họ sẽ làm cái việc đó. Bản thân ông Hạnh cũng là một người cũng rất là có hứng thú với cái vấn đề cho vay, chỉ với từ 5 triệu đồng như vậy quả là một cái ước mơ mà cảm thấy là rất là dễ dàng để thực hiện. Vậy thì cũng có nhiều người sẽ đặt câu hỏi cũng giống như Hồng Hạnh chuẩn bị đặt là bây giờ Hồng Hạnh ở với ba mẹ, mình không có một cái sở hữu một cái tài sản giá trị lớn hơn một cái khoản vay mình chuẩn bị định vay, thì bây giờ với những cái thủ tục yêu cầu như vậy thì mình có khả năng để vay không ạ? Rất nhiều người cũng đang có cái suy nghĩ như Hạnh, đấy là khi mình đi vay, kể cả vay mua xe hay là vay gì, cũng phải đưa tài sản thế chấp là nhà để thế chấp cho ngân hàng. Nhưng thực ra vay mua ô tô rất đơn giản, mình có thể dùng chính cái xe mà mình định mua để thế chấp cho ngân hàng luôn. Tức là mình hiện tại không có cái gì thì không có xe, không chưa nào có thể chưa có nhà, thì mình đi vay và mình dùng chính cái tài sản mà mình mua được, chính cái xe mình sử dụng đó để thế chấp ngân hàng. Tức là gần như là mọi thứ rất đơn giản. Vâng, và em thay anh nhé, để em thử nói này xem anh thấy đúng không. Với Hạnh á thì cái câu hỏi đó thì trả lời đơn giản lắm, vì Hạnh đã có một công việc dẫn chương trình ổn định trong nghề rồi, mọi người đều thấy rồi, đấy là cái thứ mà ai cũng nhìn thấy, không cần phải là Hạnh phải mang một cái giấy tờ chứng minh tôi là người dẫn chương trình của đài này đài kia, tôi đang làm chương trình cho đài này đài kia, mà những cái đó là mọi người đã thấy. Thì rõ ràng là Hạnh có cái nguồn tiền mà có thể chi trả, thì với mức như 5 triệu bây giờ không biết là Hạnh muốn mua xe nào đấy, chứ còn một cái xe mà 300-400 triệu thì em nghĩ anh Hưng chỉ bây giờ là duyệt liền, chứ đâu cần phải bảo là phải đi tìm hiểu thêm quá nhiều hồ sơ đó. Dạ, vâng. Ngân hàng bây giờ thì linh động như vậy. Dạ. Vâng, rất cảm ơn anh Hưng với những chia sẻ cũng như là những cái thông tin chi tiết để mọi người có thể hiểu hơn về gói vay ưu đãi của chúng ta. Còn bây giờ thì ông Hạnh sẽ được phép là sẽ chọn những câu hỏi mà quý khán giả chúng ta đã đặt câu hỏi trên fanpage của Techcombank để đặt tới những chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì Hồng Hạnh có thấy ở trên fanpage có một câu hỏi của một khách hàng nam là anh Nguyễn Cường, muốn được chuyên gia tư vấn giúp là nếu như bây giờ tôi vay 300 triệu đồng để mua ô tô mà đã qua sử dụng rồi thì mỗi tháng thì tôi phải trả bao nhiêu tiền? Anh Cường muốn vay xe và số tiền vay khoảng 300 triệu. Thì thời gian vay anh Cường có thể lựa chọn đâu đó khoảng 6 năm. Dạ, vâng. Tức là khoảng 72 tháng. Thì như vậy số tiền lãi anh Cường phải trả một tháng bình quân khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Và số tiền gốc 300 triệu mà 72 tháng thì đâu đó sẽ trả khoảng tầm 5 triệu nữa. Như vậy tổng số tiền anh Cường phải trả hàng tháng khoảng tầm 8 triệu. Mình cứ tính dư ra đi khoảng 9 triệu. Thì như vậy là anh Cường với thu nhập đâu đó khoảng 15 triệu của cả gia đình, cả anh Cường và vợ cũng như người thân thì có thể là vay được xe rồi. À, rất đơn giản đúng không ạ? Hồng Hạnh cũng nhận được thêm một câu nữa từ một vị khán giả trên Facebook là chị Hồ Huệ. Chị đang thắc mắc là như chị được biết là với hai phương thức trả nợ hiện nay của ngân hàng là trả nợ theo dư nợ và trả nợ theo niên kim, thì trả nợ với phương thức nào sẽ có lợi hơn? Mỗi phương thức sẽ có một cái ưu điểm riêng. Phương thức trả nợ theo dư nợ giảm dần, tức là cái lịch trả nợ, cái số tiền gốc ấy sẽ được cắt trả đều ra. Ví dụ như khách hàng vay trong vòng 5 năm thì số tiền vay ví dụ 300 triệu thì sẽ được cắt đều cho 60 tháng. Như vậy là mỗi tháng sẽ phải trả là 5 triệu. Đó. Và số tiền lãi thì sẽ được tính trên cái dư nợ gốc đầu kỳ, đầu tháng. Tức là tháng đầu tiên thì số tiền lãi sẽ được tính trên 300 triệu. Tháng thứ hai sẽ được tính lãi trên 295 triệu. Tháng thứ ba được tính lãi trên 290 triệu. Thì như vậy có thể nhìn thấy rằng là số tiền gốc trả hàng tháng thì bằng nhau, nhưng mà số tiền lãi ấy, thì thông thường các tháng đầu tiên sẽ cao hơn. Thì như vậy với lịch trả nợ gốc giảm dần thì số tổng số tiền trả hàng tháng trong các tháng đầu tiên, tháng nhất, tháng thứ hai, tháng ba sẽ cao hơn các tháng về sau. Như vậy nghĩa vụ trả nó giảm dần xuống. Thì còn cách thứ hai là trả nợ theo niên kim, tức là nó sẽ đưa ra một cái lịch trả nợ là số tiền gốc và lãi bằng nhau tất cả các tháng, ví dụ đâu đó khoảng tầm 7 triệu, giải đều trong vòng 6 năm. Thì như vậy rằng là với hình thức trả nợ theo giảm dần thì cái tổng số tiền lãi trả cho cả thời gian vay nó sẽ ít hơn.
Thế nhưng mà thời gian đầu ấy, thì áp lực trả nợ sẽ cao hơn. Còn với hình thức trả nợ liên kim ấy, thì nó lại phù hợp cho những người có thu nhập ổn định và nó chưa phải là quá cao trong thời gian đầu, thì người ta lựa chọn để người ta giúp cho cái việc áp lực trả nợ trong thời gian đầu nó không quá nặng. Như vậy là cả hai phương án của chúng ta thì cũng tùy thuộc theo tình hình, đúng rồi, tình trạng kinh tế của từng người, đúng mà rồi, chúng ta sẽ áp dụng để cảm thấy là phương án nào phù hợp hơn với mình. Và thường thì cái người tư vấn ngân hàng ấy sẽ tư vấn rất là kỹ cho khách hàng để họ lựa chọn, vì mỗi hình thức nó sẽ phù hợp với một cái gọi là thu nhập, cái nguồn thu nhập và cái sự ổn định thu nhập của khách hàng. Dạ. Và một cái câu hỏi tiếp theo mà ông Hạnh nhận được ở trên fanpage của mình là từ anh Nguyễn Nhân, anh có thắc mắc là hai vợ chồng của mình thu nhập một tháng tầm 50 triệu và sau khi trừ các chi phí sinh hoạt khác thì còn khoảng 30 triệu một tháng và đang dự định để mua một chiếc ô tô tầm khoảng 500 triệu. Vậy thì nếu như mà vay trọn vốn từ ngân hàng, thời gian vay tầm 3 năm thì Techcombank tư vấn giúp số tiền phải trả hàng tháng là bao nhiêu? Mình nghĩ với khách hàng một thu nhập cao này chắc khi anh Văn Anh tư vấn được luôn đó. Không mà Phan Anh cũng muốn nói với cả các bạn đang theo dõi trên fanpage, bởi vì là cái chuyện là chúng tôi đang có 500 triệu này rồi chúng tôi sẽ vay như thế này này rồi trả bao nhiêu ấy, thực ra thì cái đấy ấy, phải gặp các bạn chuyên viên tư vấn và họ sẽ làm một con tính để tính ra cụ thể. Còn bây giờ ngồi đây mà bảo anh Hưng phải tính ngay thì cũng sẽ rất là khó cho anh Hưng. Anh Hưng sẽ chỉ trả lời cho mọi người có hiểu là cái cách tức chung chung thôi, chứ còn con số cụ thể thì tôi thấy hơi khó. Tuy nhiên với câu hỏi của bạn mà tôi nghĩ là một thu nhập một tháng đến 30 triệu rồi. Anh thử tính nào. Mà trong vòng 3 năm đúng không? Yeah. Mà vay một cái xe 500 triệu thì tôi thấy là đấy là một cái bạn ý hoàn toàn làm trong khả năng. Yeah. Yeah, chắc chắn là trong khả năng rồi, tại vì là ví dụ như là 30 triệu một tháng thì một năm đã thu nhập được có 360 triệu rồi. Nghĩa là bạn chỉ cần một năm rưỡi thôi là bạn đã có thể là mua được một cái xe nếu bạn tiết kiệm tiền. Cho nên là việc lựa chọn của làm vay ngân hàng ấy thì là quá là dễ dàng đối với bạn. Và cái chuyện này thì không cần là phải chỉ vay để đầu tư ô tô đâu, mà tôi nghĩ là bạn nên là chuyển hướng sang đầu tư vào bất động sản hay những cái hình thức khác hoàn toàn có thể rồi, vì nó rất là dư giả. Anh Phan Anh tư vấn cho khách hàng còn giỏi cả ngân hàng rồi. Dạ. Em vâng, từ những kinh nghiệm cá nhân thôi đúng không ạ? Bây giờ có một cái câu hỏi khác một tí đi. Hồng Hạnh xin chọn câu hỏi dưới đây. Có một chị tên là Đinh Tuyền có đặt ra là khi mà mua thì có những cái dòng xe khác nhau như vậy, thì khi mà vay thì Techcombank có phân biệt gì và hỗ trợ khác nhau đối với những dòng xe khác nhau không ạ? Câu hỏi này rất là hay, rất là thực tế. Thì ở Techcombank chúng tôi thì có chia thành hai nhóm sản phẩm, là nhóm dành cho xe mới và nhóm dành cho xe cũ. Tại sao chúng tôi tách ra như vậy? Bởi vì cái xu hướng và cái nhu cầu vay xe cũ, mua xe cũ bây giờ rất là nhiều. Thì đối với xe mới thì các dòng xe chúng tôi không phân biệt, có nghĩa là khách hàng mua giá trị phổ thông hay xe hạng trung hay xe hạng cao cấp thì cái thời gian vay, thủ tục vay và lãi suất vay sẽ không khác nhau. Nhưng riêng xe cũ thì bởi vì xe cũ thì nó có một cái điểm là nó sẽ có cái mức độ giảm giá, nó khác nhau giữa từng dòng xe. Thì đối với cả xe cũ ấy, với cái dòng xe mà hạng chúng tôi đánh giá là hạng cao cấp thì chúng tôi có thể tài trợ tổng cái thời gian tuổi xe đến khi kết thúc khoản vay là khoảng 11 năm. Còn với cái dòng thấp hơn một chút, hạng trung và hạng nhỏ thì tổng thời gian tuổi xe khi kết thúc khoản vay khoảng 10 năm. Thì nó cũng chênh nhau có 1 năm thôi. Thì như vậy là rất là thuận tiện. Tại thì như vậy thì khi mà vay với những cái dòng xe khác nhau như vậy thì tùy những dòng xe và cái giá trị của dòng xe mà chúng ta mà chọn được cái lãi suất khác nhau. Vậy thì khách hàng cũng có hỏi một cái câu khác là như vậy thì những cái lãi suất theo từng giai đoạn của mình có khác nhau hay không? Và tôi không biết anh Hưng có để ý không, nhưng mà em nghĩ rằng là Hạnh có nói là vay từng dòng xe khác nhau thì lãi suất khác nhau, tôi nghĩ là không phải đâu. Lãi suất thì là sẽ áp dụng chung cho tất cả các khoản vay đúng không anh? Ở đây thì Techcombank và các tổ chức cá nhân cũng sẽ không phân biệt đối tượng khách hàng đâu. Ví dụ anh Phan Anh có thể chọn xe giá trị cao hoặc là anh Phan Anh có thể chọn xe cũ, thì với anh Phan Anh thì ngân hàng cũng sẽ đưa cho anh một cái mức lãi suất giống nhau. Bởi vì anh Phan Anh vẫn là anh Phan Anh. Chỉ có điều là thì cũng có một lớn như vậy thôi. Chỉ có điều anh Phan Anh mua xe cũ thì thời gian vay có thể là ngắn hơn một chút so với việc anh Phan Anh mua xe mới. Vì xe cũ nó đã qua một thời gian sử dụng rồi thì cái thời gian khấu hao còn lại nó sẽ không được nhiều. Vậy là lãi suất mình chỉ thay đổi theo từng cái gói mình chọn là khoảng đúng trả rồi. 3 năm hay là trả 6 năm thôi đúng không ạ? Chính xác. Vâng, như vậy thì tạo điều kiện rất là thuận lợi để cho tất cả mọi người có thể sở hữu được một chiếc xe. Vâng, và ông Hạnh thấy ở trên đây thì cũng có thêm nhiều câu hỏi của các vị khán giả hỏi là ví dụ như anh có 150 triệu và có nhu cầu muốn mua ô tô 700 triệu thì
Techcombank sẽ hỗ trợ khoản vay 550 triệu đồng của anh như thế nào và khả năng chi trả của anh trong thời gian là khoảng bao lâu? Thì Hồng Hạnh nghĩ là những cái câu hỏi này thì chúng ta nên gặp trực tiếp với những bạn tư vấn viên của Techcombank để có được những cái sự tư vấn cụ thể nhất tùy từng trường hợp. Dạ rồi, không biết là... Không, tôi nghĩ là như này, bạn cũng không cần nói là khán giả nên gặp chuyên viên tư vấn của Techcombank đâu. Tại vì tôi đã được tiếp xúc với các bạn thì tôi thấy là tất cả những cái câu hỏi mà khán giả mà có hỏi ở trên fanpage đấy thì chắc chắn là sẽ có một bộ phận và có các bạn chuyên viên tư vấn sẽ trực tiếp liên lạc hoặc trả lời các bạn ở trên đúng fanpage. Dạ vâng. Theo ông Hạnh thấy thì nãy giờ anh Phan Anh rất là quan tâm đến vấn đề này. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của bản thân mình khi mà anh đi vay để mua ô tô thì anh có gặp những khó khăn nào? Anh có thể chia sẻ với mọi người được biết thêm không ạ? Khó khăn ấy, chủ yếu là do cái định kiến trong đầu mình thôi. Lúc đầu mình không tin mà. Thế nên là mình mà đã không tin ấy thì mình rất là khó để làm việc. Và sau này thì tôi cũng thay đổi quan điểm dần. Và rất là may mắn khi được làm việc với các bạn đó thì các bạn ấy tư vấn rất là rõ ràng. Nhưng mà có lẽ là mình cũng chia sẻ những cái điều mà thực tế anh ạ. Bởi vì là như này, tôi nghĩ là có nhiều bạn khán giả ấy cũng sẽ có chung một cái lo lắng mà bản thân cái câu hỏi này tôi đã đặt cho các bạn chuyên viên tư vấn và tôi yêu cầu phải trả lời rất là rõ ràng. Đó là có nhiều người khi mà vay ấy thì thấy mọi người đưa ra những cái điều kiện có vẻ rất là dễ nhưng mà đến một thời gian sau thì thuận lợi lắm. Thế đến một thời gian sau thì khi mà họ nhận được cái lãi suất mà thay đổi của ngân hàng ấy, họ mới tá hỏa bảo: "Ô, tôi không biết, tôi thế này, tôi thế kia." Cái này thì Phan Anh thì quan điểm là tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chính bản thân mình cũng phải trách mình khi mà mình chưa có nghe kỹ, nhưng mà cũng không phải là bạn chuyên viên tư vấn nào từ phía ngân hàng cũng tư vấn rất là rõ ràng cho khách hàng cái điều đó. Thì tôi nghĩ là trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải nói một cách rất là song phẳng cái chuyện này. Và rất là mong anh Hưng sẽ có ý kiến về vấn đề này. Cảm ơn anh Phan Anh. Thì anh Phan Anh cũng như rất nhiều khách hàng khác, họ cũng luôn luôn lo ngại rằng là lúc đầu thì thủ tục có vẻ đơn giản, lãi suất có vẻ rất là thuận lợi, nghe rất là hấp dẫn. Nhưng về sau ấy, khi thị trường thay đổi thì các ngân hàng sẽ áp dụng cái mức lãi suất như nào? Liệu rằng cái khoản trả nợ của họ có phải tăng lên đột biến hay không? Thì về phía cạnh tư vấn tài chính thì chúng tôi hoàn toàn chia sẻ. Chúng tôi cho rằng đây là lo lắng rất là đúng. Thì chúng tôi có một số cái lời khuyên như này. Thứ nhất là khách hàng khi đi mua xe hay mua nhà làm thủ tục ngân hàng ấy, thì đầu tiên ấy, là phải cân nhắc rất kỹ cái nhu cầu của mình trước, để tránh trường hợp là chúng ta cố quá hoặc là thấy nó hấp dẫn quá đi mua xe mà không tính các cái rủi ro trong tương lai của bản thân mình thì có thể là một áp lực mà do tự mình tạo ra. Thì đầu tiên là phải rất là cân nhắc, đánh giá kỹ. Tất nhiên là với sự hỗ trợ tư vấn tài chính như anh Phan Anh có nói, ngân hàng sẽ hỗ trợ làm rất rõ để giúp giải tỏa những cái lo lắng để cho khách hàng có thể nhìn thấy rằng là khi tôi có nhu cầu thì ngân hàng hỗ trợ rất là nhanh. Thứ hai là liên quan đến các điều kiện, các thủ tục. Thì thông thường ấy, các ngân hàng bao giờ cũng sẽ đưa ra các cái gói ưu đãi để khách hàng lựa chọn. Thì với mỗi gói ưu đãi lựa chọn đó thì nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau, đặc biệt là về cái sự thay đổi của mặt lãi suất. Thì về mặt ngân hàng thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn cố gắng để tư vấn cho khách hàng rất là rõ. Nhưng ngược lại, chúng tôi rất mong khi mà khách hàng nhận các cái thông tin về mặt các gói lãi suất hay các gói ưu đãi thì khách hàng cũng hỏi rất là kỹ là thế điều kiện như nào, sau này sẽ thay đổi ra làm sao, và đọc rất kỹ các cái nội dung trên hợp đồng. Mặc dù các hợp đồng ngân hàng thì thường thường sẽ có một số trang thì có một số nội dung rất là quan trọng về mặt gọi là cách thức tính lãi suất, về mặt số tiền trả nợ, lịch trả nợ, thì nhân viên ngân hàng sẽ được yêu cầu tư vấn. Nhưng mà rất mong các quý khách như anh Phan Anh chẳng hạn đọc rất kỹ, hỏi rất kỹ để xem rằng là cái điều kiện đấy về sau thay đổi như nào. Thế còn về Techcombank ấy thì các cái điều khoản điều kiện mà quy định về mặt lãi suất thủ tục ghi rất rõ trên hợp đồng, và chúng tôi cũng public toàn bộ cái điều khoản đấy. Ngoài câu chuyện là trên hợp đồng khách hàng, cũng public trên các phương tiện thông tin đại chúng như là website của Techcombank hay là các cái phương tiện khác của Techcombank. Và khi mỗi lần Techcombank thay đổi lãi suất thì cũng thông báo đến khách hàng, gửi email, gửi tin nhắn, công bố các cái cách thức thay đổi lãi suất trên website. Thì tất cả mọi thứ đều rất là minh bạch để giúp khách hàng hiểu rằng là theo điều kiện thủ tục như vậy, theo điều khoản hợp đồng như vậy thì lãi suất đã được thay đổi, và thay đổi đúng như những cái gì mà giữa ngân hàng và khách hàng đã thỏa thuận, chứ không làm mù mờ để giúp cho khách hàng gọi là thuận lợi ban đầu nhưng về sau lại gặp khó khăn. Có thể nói là với khách hàng thì chúng ta rất là thích cái sự đơn giản và thuận tiện, nhưng mà riêng những cái liên quan đến hợp đồng kinh tế thì chúng ta cũng phải nâng cao cái kiến thức của mình. Chúng ta đừng có ngại hỏi, cứ hỏi cho thật kỹ càng đi để cho mình thông suốt đi. Và thậm chí là đôi khi làm thấy ấy, ai mà chuyên viên tư vấn ấy, họ có thể chia sẻ với mình mà càng lâu càng tốt, chứ không phải là
Tôi thì tôi thấy rằng là có nhiều bạn ấy mà tư vấn bảo ôi cái này đơn giản lắm, cái này đơn giản lắm. Anh cứ ký đi. Ấy. Anh cứ ký đi ấy. Là chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ. Thì cái này thì mình phải tự bảo vệ chính bản thân mình nữa. Thì cái việc mà mình thấy là cái chuyên viên tư vấn mà rất là tận tình, có thể minh bạch cho tất cả các bạn những thông tin, rồi là giải thích cho các bạn cặn kẽ mọi điều, thì đấy là một cái điều rất là hay, và nó là cái sự chuyên nghiệp và nó thể hiện là cái uy tín của cái ngân hàng đó nữa. Thế Phan Anh, trong thời gian tới có nhu cầu mình lại đổi một xe khác không, hay là mua xe mới cho vợ không? Không anh ạ, tạm thời thì là em thấy là hai chiếc xe hai vợ chồng đang đi là rất là ổn rồi. Và mình nghĩ rằng là nhân tiện đây thì cũng xin được cảm ơn anh Hưng. Anh Hưng thì không phải là người trực tiếp tư vấn cho Phan Anh, nhân viên của anh, nhưng mà rõ ràng là mình đã thấy rằng là có những cái sự tư vấn đó khiến cho mình cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Ví dụ như là Phan Anh ấy là một người cũng đôi khi tự nhận mình là nghệ sĩ một chút. Mình cũng chỉ lo những cái công việc là mình thấy là mình lo cái công việc của mình thôi. Mình đi kiếm tiền thôi, chứ còn mình không có quá nhiều những cái kiến thức về cái việc là mình nên sử dụng các dòng tiền ra làm sao. Và khi mà các bạn tiếp xúc với chuyên viên tư vấn ấy, thì các bạn sẽ có những cái giây phút mà các bạn thấy rất là hay, vì các bạn có thể nhìn ra cái tiền của mình là để ở thời gian này đến thời gian này thì nó sẽ như thế nào, đầu tư vào khoản này, đầu tư vào khoản kia thì nó sẽ ra làm sao, và nó có rất là nhiều những cái phương án. Và có thể nói rằng là mình không có bị dối, không có bị lơ mơ về cái định hướng tài chính của mình trong tương lai nữa. Cái đó nó khiến cho mình cảm thấy rằng cuộc sống nó cũng nhẹ nhàng hơn. Và đấy, như Phan Anh đã chia sẻ lúc đầu ấy, là có những cái vấn đề gì ấy, là chúng ta nên chuyên nghiệp, chúng ta làm được tốt cái gì thì chúng ta cứ làm những cái việc đó. Những cái việc khác mà người khác làm tốt hơn thì hãy tin tưởng vào họ để họ làm. Thì đấy là cái điều mà Phan Anh cũng muốn chia sẻ với mọi người, và hy vọng rằng là mọi người sẽ có những cái kinh nghiệm để cho cái cuộc sống của chúng ta ấy, nó trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Dạ vâng, vừa rồi thì anh Hưng cũng như anh Phan Anh đã chia sẻ rất nhiều những ý kiến cũng như là những thông tin để quý vị hiểu rõ hơn về gói vay mua ô tô chỉ với 5 triệu đồng một tháng. Và Hồng Hạnh nghĩ là với gói vay này chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình hơn. Và Hồng Hạnh cũng vừa thấy có một vị khán giả tên là anh Như Anh đặt thêm một câu hỏi đối với chuyên gia của chúng ta là những ưu điểm khi vay vốn mua xe ô tô tại Techcombank là gì? Là xin mời anh Hưng ạ. Câu hỏi, cảm ơn câu hỏi của anh Như Anh. Các cái ưu điểm mà vay ô tô tại Techcombank ấy, thì tôi có thể chia sẻ một số cái điểm nổi bật. Thứ nhất ấy, là cái đội ngũ, chất lượng đội ngũ tư vấn. Đấy là cái điểm mà Techcombank quan trọng nhất. Bởi vì mỗi khách hàng họ sẽ có các đặc điểm khác nhau, các nhu cầu khác nhau. Có những khách hàng rất là khó tính, có những khách hàng rất là đơn giản. Nhưng làm sao để truyền tải được toàn bộ các cái điều kiện, điều khoản và các cái lợi ích, thì cái đội ngũ tư vấn, chất lượng đội ngũ tư vấn Techcombank đặt vấn đề quan trọng nhất. Thì tôi nghĩ rằng đấy là điểm cạnh tranh đầu tiên của Techcombank. Cái thứ hai ấy, các cái lợi ích của sản phẩm. Thì vay tại Techcombank thì có thể chia thành hai nhóm. Một nhóm là vay xe mới, thì thời gian vay chúng tôi tài trợ khách hàng đến tận là 7 năm, tức là 84 tháng. Và đối với xe cũ, một điểm rất nổi bật là cái tuổi xe là Techcombank phải chấp nhận là khi mà kết thúc khoản vay thì tuổi xe có thể lên đến tận là 11 năm. Có nghĩa rằng là bây giờ khách hàng có thể mua những chiếc xe mà được sản xuất ở đời khoảng tầm 2007-2008, rất là phù hợp với mức giá cả là tốt, và cái chất lượng không kém gì xe mới cả, tiện rất là tiện nghi, và khoảng thời gian là đủ dài để khách hàng có thể trả nợ. Cái thứ ba nữa là các cái việc mà chứng minh hồ sơ thủ tục, thì Techcombank cũng như các ngân hàng khác thôi, chúng tôi luôn luôn cố gắng hiểu khách hàng và đơn giản hóa tất cả những thủ tục về hồ sơ, làm sao khách hàng cảm thấy tiện dụng nhất, tiếp cận khoản vay, tiếp cận vô chiếc xe một cách gọi là đơn giản và nhanh chóng nhất. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Hưng. Em xin lỗi, thì cũng không có gì đâu. Lúc nãy em có lấy fanpage, lấy máy tính để xem là các bạn đang livestream ở trên này. Em bảo là sao ngày hôm nay em không có được ưu ái hỏi nhiều. Hóa ra là các bạn ở trong này cũng hỏi nhiều anh mà Hạnh không thấy kêu chia sẻ gì hết cả. Nhưng mà anh cũng có vừa đọc thì cũng có rất là nhiều bạn những quan tâm đến những câu hỏi khác, và chúng ta thì nó cũng hơi không tập trung vào nội dung chương trình. Thành ra là Phan Anh cũng xin phép là sau đây Phan Anh về nhà thì Phan Anh sẽ xem lại những câu hỏi của các bạn, và câu hỏi nào mà Phan Anh trả lời được Phan Anh trả lời. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ tập trung về tài chính thôi. Dạ. Vâng, Hồng Hạnh cũng thấy có những câu hỏi đặt ra cho anh Phan Anh. Ví dụ như là Hồng Hạnh thấy ở đây có một bạn hỏi là anh Phan Anh ơi, anh Phan Anh đang sử dụng ô tô nào? Thì Hồng Hạnh nghĩ là những cái câu hỏi mà hơi cá nhân một tí thì chắc là các bạn có thể inbox trực tiếp với anh Phan Anh, hoặc là anh Phan Anh sẽ trả lời các bạn vào một cái dịp nào khác hơn. Thực ra thì Phan Anh cũng trả lời luôn cũng được, không sao đâu cả. Nhưng mà thôi thật thà nhé,
Ví dụ như là bạn hỏi là Phan Anh đang sử dụng xe ô tô gì ấy, thì tại thời điểm này Phan Anh sẽ không trả lời đâu. Vì là Phan Anh cũng đang trong một quá trình thương thảo với cả một hãng xe để hình ảnh của mình có thể trở thành là hình ảnh đại diện của hãng xe đó. Thành ra là đó, đôi khi có những cái điều nó nhạy cảm như vậy, nhưng mà ngày hôm nay cũng chia sẻ chân thành với các bạn. Dạ, bao giờ thì sự chân thành chắc là cũng được mọi người thông cảm. Dạ vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi ưu tiên sẽ chọn những câu hỏi để gửi đến các chuyên gia và những câu hỏi liên quan nhiều hơn đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là vay mua ô tô cũng như là về lĩnh vực tài chính. Hy vọng là các bạn chúng ta có thêm những thắc mắc, những câu hỏi ở những chủ đề khác thì quý vị và các bạn có thể tham gia vào những buổi livestream tiếp theo của chương trình. Và Hồng Hạnh cũng xin được thông tin đến quý vị là quý vị đừng quên đón xem chủ đề số 2 trong chuỗi chương trình tư vấn tài chính trực tuyến cùng Techcombank sẽ được phát livestream trên fanpage của Techcombank vào thứ 6 tuần ngày 14 tháng 10 năm 2016 vào lúc 15 giờ với chủ đề là quản lý dòng tiền thông minh với sự tham gia của khách mời là người mẫu Vũ Hà Anh và chuyên gia đến từ Techcombank. Hy vọng là được gặp lại tất cả các bạn cũng như là được trả lời và tư vấn cho các bạn một cách chi tiết nhất. Thưa quý vị, như vậy là thời lượng 40 phút của chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại. Một lần nữa Hồng Hạnh xin được cảm ơn chuyên gia đến từ Techcombank anh Hưng và khách mời là anh MC Phan Anh đã đến và chia sẻ với rất nhiều những thông tin hữu ích vừa rồi. Hy vọng được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.